Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình có vào gặp các bạn sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Và ở cạnh mình đây là bạn Chin Dam, một bạn sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Quy Nhơn. Em là hiện tại là em đang học ở Việt Nam là năm thứ mấy? Dạ em học năm ba rồi ạ. Năm thứ ba. À, tức là em ở Việt Nam được 4 năm rồi. Dạ. À, tức là có một cái là liên quan đến về cái tiếng Việt ấy, thì anh không biết là em ở bên Lào là em ở tỉnh nào? Dạ em ở tỉnh Sarawak. Saravan. Dạ. À, nó là nằm ở miền Trung nước Lào đúng không? Dạ miền Nam. Miền Nam nước Lào. À, vậy thì anh hỏi tí là cái tiếng Việt á, anh biết là ở bên Lào thì cái ngôn ngữ của Lào thì nó giống Thái Lan nhiều hơn đúng không? Dạ. Ví dụ như người Thái nói thì người Lào có thể nghe được khoảng tầm 80% khoảng thế, hoặc là tiếng Lào của mình thì giống với tiếng Tày hoặc tiếng Thái ở bên Việt Nam, nhưng còn đối với tiếng Việt ở bên Lào á thì nó có phổ biến lắm không em? Dạ, có một số tiếng hơi gần Việt Nam thôi ạ. Một số tiếng như Atapu là có học tiếng Việt, còn tiếng em thì không có. À, Atapu là có học tiếng Việt nhưng mà là trường nào cũng học hay là sao? Dạ, một số trường thôi anh. Một số trường Dạ. thôi. Còn như là tỉnh em thì là không có học tiếng Việt trong Ờ, trong ở bên em không có nhưng mà ở tỉnh khác có. À, tức Dạ. là tùy vào tỉnh đấy. Dạ. Nhưng mà anh có một số những cái thông tin, ví dụ như bên Lào là có một số những cái trường hữu nghị Việt Lào đấy, ví dụ giả sử như là trường Nguyễn Du này, Dạ. hoặc là một số các trường á là anh biết là có dạy tiếng Việt từ cấp 1 luôn đúng không? À, và ví dụ giả sử như vậy thì ở bên đó, còn như em thì trường hợp của em qua Việt Nam lưu học sinh bên này á, qua đây học á, du học á, thì là em được học tiếng Việt từ khi nào? Em được học tiếng Việt. Em học tiếng Việt từ tháng 2. Dạ em qua Việt Nam tháng 2 ạ. À, tức là cách đây 4 năm trước Dạ. là bắt đầu qua đây là mình mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Dạ Việt. đúng rồi. À, thế còn cái giai đoạn đầu nhá, ví dụ sử anh ở Việt Nam mình có một cái câu đó các bạn, đó chính là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, tức là bởi vì cái tiếng Việt Nam nó rất là phức tạp, rất là nhiều ngữ nghĩa các thứ gì đấy, thì khi mà em học tiếng Việt Nam thì em có cái khó khăn như thế nào Khó khăn thứ nhất là về về dấu. không? Dấu. Dạ. À, tiếng Lào là không có dấu đúng không? Có nhưng mà. À đúng rồi, tiếng Lào cũng có Dạ nhưng mà dạ. cái dấu tiếng Việt nó khắc nghiệt hơn hay sao? Dạ đúng rồi. Ví dụ dấu dấu ngã em nói không được. Dấu ngã, Dạ. ngã còn được, ví dụ giả sử như là dấu hỏi được, Dạ hỏi được. nặng được, Nặng được. ngã như là ngã ba. À, ngã ba là em phát âm cái dấu ngã là không được. Dạ. À hay Em thấy nó hơi khó. nhở. Hay đó. Còn ngoài cái dấu ra thì cái lúc mà mình ấy thì em còn cái khó khăn gì nữa không? Ví dụ giả sử như là về ngữ nghĩa hay là hay nhầm lẫn gì đấy. Dạ, nhầm, em nhầm nhiều. Ví dụ như là anh. Ăn. Dạ, anh với em gì đó. Nhưng mà ở Quy Nhơn thì nói em là anh đúng không? À, tức là giọng vùng miền. Dạ. À, tức là ở Việt Nam á là mỗi vùng nó nói một kiểu. Ví dụ giả sử như là tiếng tiếng phổ thông á thì gọi là ăn. Còn tiếng ở Quy Nhơn Bình Định gọi là Dạ. en, hoặc là tiếng phổ thông gọi là đánh. Đánh nhau á, đánh nhau. Thì ở Bình Định thì không gọi là đánh mà gọi là quấn. Quấn, cho nên ngày xưa có cái đấy là nó khác Dạ. nhau như vậy. Với lại cái từ đồng nghĩa, ví dụ sửa trên mạng có một cái bạn là bạn Maysa, cô gái Lào á, có nói một cái rất là hay, đó chính là khi qua Việt Nam bạn học á là có một cái, đó chính là cái từ cậu. Ví dụ giả sử như anh với em là bằng vai phải lứa đúng không, là Dạ. xưng hô với nhau là cậu tớ, cậu tớ. Dạ. Nhưng mà ở Việt Nam là ví dụ giả sử như là em của mẹ, à, em của mẹ thì cũng được gọi là cậu, tức là người bề trên thì cũng được gọi là cậu, xưng là cậu ơi, hoặc là ra ra đường gặp một cái người nào đấy là cũng gọi là xưng cậu, à, là cũng cùng một cái, cho nên không biết cậu nào là cậu nào. Dạ. Thế còn khi em học thì có những cái từ đồng âm khác nghĩa nào mà khiến em bị nhầm lẫn không? Cái này thì chắc không có. Không có, giỏi dữ vậy luôn. Tại vì đầu tiên em không có được nói chuyện với các bạn Việt, em mới vào ngành thì em mới có bạn người Việt. À, tức là mới đầu là không có bạn người Việt. Dạ. À, nhưng mà bữa nay là anh có thành lập cái câu lạc bộ tiếng Việt đấy để hỗ trợ các bạn mới qua đây đúng không? Dạ. Là cũng rất là thú vị. Đó, còn ví dụ giả sử như là anh hỏi tí là Việt Nam có một cái cảnh giới, một số bạn sinh viên Lào qua Việt Nam học và đến một cái cảnh giới là nói được gọi là nói lái. Còn bây giờ là em đã biết nói lái chưa? Dạ chưa. Ví dụ nói lái là ví dụ giả sử người ta hay đảo, ví dụ giả sử như là cá đối thì là cối đá. Ồ. Hiểu không? Thì hai từ nó đều có nghĩa. À, cá Nhưng đối. mà nhắc nhau đúng không? Đúng rồi, nghĩa khác nhau, con cá đối là cái con cá ngoài biển gọi là con cá đối á. Còn cái cối đá là cái cối giống như bên 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 Lào của mình dùng để làm cái món nộm đu đủ á.
đồ á, cái đó gọi là cái cối đá. Thì cối đá người ta đảo lại thành cá đối đó, hoặc là ví dụ giả sử như là hai cẳng là căng hải kiểu kiểu thế, hoặc là người Việt Nam còn những cái nghĩa mà mang tính chất nó hơi gọi là hơi 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 tục một chút nữa, thì người ta cũng hay nói lái để mà tránh cái sự thô tục á, theo kiểu như thế, hoặc là nói lái mang tính chất là vui theo kiểu như thế. À, còn bây giờ nếu như mà anh giới thiệu thế để ví dụ về về sau em gặp các bạn Việt Nam mà lâu lâu hay trêu trêu mấy cái mà các bạn cười mà em không hiểu á, thì em cứ nói lái lại là có khả năng là em sẽ hiểu. À, hình dung không? Đấy, còn 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 như ở nhà em thì là ở bên đấy thì là ở bên ngoài thì cái tỉnh của em là người Việt có nhiều không? Dạ con lại ở Huế. Nhiều Huế quá. À, vậy thì nếu mà đi mình đi như vậy thì mình học ở Việt Nam như vậy, mình biết tiếng Việt thì đến lúc mình về thì chắc là cái cơ hội hoặc là về sau em cũng có nhiều cái nói chung là thuận lợi đúng không? Thuận lợi hơn là ví dụ học các ngôn ngữ khác. À, với lại có một cái là liên quan đến là học á, là về bên Việt Nam thì có hỗ trợ bên Lào một số suất học bổng mỗi năm, nói chung cũng tương đối. Thì cái điều kiện để mà bọn em được cái suất học bổng đấy là có khó không? Tức là điều kiện như thế nào để đạt được những cái suất Dạ học được, bổng như vậy? dạ điều kiện đó mình thì phải thi, Thi. dạ thi À, và được điểm cao nữa. à, còn cái tỷ lệ chọi nó có cao không? Ví dụ giả sử như là bao nhiêu cái tức là có nhiều người cạnh tranh với nhau Dạ có. không? Có nhiều người lắm. Có nhiều người lắm. Còn vậy ví dụ giả sử như là ai mà điểm cao thì mới mới được những cái suất mà học bổng Việt Nam Dạ đấy. ai điểm cao thì được được học bổng tốt hơn. À. Ủa, thế là học bổng qua Việt Nam là có bao nhiêu, có bao 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 nhiêu loại? Có nhiều loại, ví dụ như học y tế thì điểm phải cao chứ. À, tức là y tế thì điểm là cao hơn những cái Dạ ngành khác. dạ À, là để về phục vụ cho đất nước Lào đấy. À, vậy là cũng hay, cũng tức là cũng không phải là muốn qua Việt Nam học là được đúng không? Mình phải cạnh tranh nữa. Dạ Đúng rồi. Hèn chi là cái lúc mà anh đi qua bên Champasak anh gặp một cái chú cũng có muốn cho con qua Việt Nam học á. Tức là chú cũng có hỏi anh là bởi vì anh làm ở Đại học Quy Nhơn thì chú có hỏi là liên quan đến cái qua Việt Nam học, nhưng mà cái đó thì anh không có nắm. Cũng hay quá ha. Đó. Thế còn là liên quan đến là cái bây giờ mấy bạn mới qua đây thì liên quan đến mấy bạn về tiếng Lào thì mấy bạn năm nhất ấy, thì thường là ví dụ giả sử như em hồi xưa em học khoảng bao lâu là em có thể nói chung là giao tiếp được với lại người Việt như anh? giao tiếp Giao tiếp thôi, tức là mình không nhất thiết là mình phải biết hết hoặc là hiểu hết, nhưng mà cơ bản là mình mạnh dạn để mà gặp người ta để mà trao đổi nói chuyện để mà hiểu nhau thôi. Theo kiểu như thế. em học kỳ 2 năm 1. À, tức là khoảng tầm 6 tháng. Học 6 tháng. À, đấy thì ngày hôm nay thì mình có trao đổi với các bạn liên quan về cái ngôn ngữ của Lào và Việt Nam có rất là hay. Rồi, đây là khu ký túc xá dành cho các bạn sinh viên Lào nè các bạn, thoáng mát lắm. Bên đây là ký túc xá C2, bên kia C3, ở giữa này là cái khu gọi là luyện tập thể dục thể thao với cái sân bi sắt này. Đó. Cái chỗ này là cái sân bi sắt em. Sân bi sắt. Thôi, cái gì chưa rồi. Tạm biệt em nha. Dạ, Bye bye. xin chào mọi người.